Hello, xin chào tất cả anh em nha. Mình là Di Khải Gaming đây. Nếu anh em cảm thấy clip hay và thú vị nhớ cho mình một like và đăng ký vào này nha anh em. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để ủng hộ mình nha. Mong anh em sẽ ủng hộ mình nhiều nhiều. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi sờ cool nha. Ngoài bay đâu lung tung thế này. Ôi hai thằng nhà trước rồi, qua chung cư. Nào. Mẹ boss hai người đang chạy tới mình này. Đây người em ơi. Địt mày hai viên đéo chết kìa. Đéo chết kìa. Địt mày. Có bốn nào. Này Bentley nữa nè, bắn tiếp. Chạy nhảy xuống này. Một này. Ui má không có tay cầm chìa khóa ta. Nhà bên cạnh em ơi. Lên xe để mày. Được không? Chót hai thằng luôn. Mày phải lên mạnh vãi lên. Xin sắp rẻ tiền coi. Có thể cho mình xin một subscribe được không? Đồ nó đồ giáp thì qua thôi. Để có máu rồi, kêu mấy con máu rồi. Quả cắt tù nữa anh ơi. Đấy. Mày kêu cái cốt. Cốt làm gì. Đây vào khói kìa. Ơi nó quen khói mình chạy đẹp ấy. Chắc chắc rồi. Cơ mày à. 4. Được hơn là được hơn là không có cốt. Đây. Đây. Hello 500 anh em nha. Hết rồi, hết rồi. Hết ông rồi, hết ông rồi. Anh em xem livestream nhớ cho mình một like và share để có sao miễn phí tặng mình nha anh em. Like share cũng như là ủng hộ mình nha. Mày thoát rồi. Thôi bên này chưa lướt em ơi. Bên này vẫn vườn không nhà trống đéo có ai luôn. Đóng cửa hết thôi, qua nước thôi. Xe lên nữa này lấy không? Đây. Ai đang cầm đấy. Lên R. Lấy hết. Lên đồ rồi hết anh chơi đây. Mày boss hay người đang chạy tới mình này. Đây người em ơi. Địt mày hai viên đéo chết kìa. Đéo chết kìa. Địt mày. Có bốn nào. Này Bentley nữa nè, bắn tiếp. Ê khu đi một có xe chạy xuống này. Bắn. Nó chạy xéo nhà, xéo nhà. Đi ra đây kia nó. Chờ chờ nó tới kho. Chờ, đừng có bắn lung tung cái gì vậy. Chờ tới kho bắn. Nó ra sau kho lút bắn. Hay là nó chạy luôn chả thấy nữa. Nãy giờ cái đoạn đó khúc quá. Thấy cái xe chạy xuống chứ không biết là nó đi luôn hay là đứng. Đừng có bay kìa. Mấy bà thả tính trong rùi á. Nó trong nhà này nè. Nó có đúng không? Nó dừng xe đúng không? Ok ok. Chờ nó qua kho, thái chờ nó chạy qua kho. Nó có đúng không? Nó dừng xe đúng không? Ok ok. Chờ nó qua kho, thái chờ nó chạy qua kho bánh này. Đừng đợi nó thái nha.
cho nó thấy em nha. Rồi nó chạy qua nhà bên cạnh, để chạy qua kho anh bán. Hay là đỡ nó đang chạy nhà nhà chứ mà anh đúng không? Ờ. Hay là đỡ nó ghi mình bắn. Từ từ. Thấy một thằng. Em áp sát vô kho, em thủ kho đi. Nó chạy vô kho ở đâu bán hai thằng. Thằng nhà bên kia nữa. Chạy nhảy xuống này. Nóc một này. Ui má không có thể cầm chìa khóa ta. Nhà bên cạnh em ơi. Lên này. Phạm Mai Thu, mẹ gái. Chết mẹ, nhầm hàng này. Có 8 kìa. Không có thể cầm ta. Kia đâu? Kia chết trong kho. Ngay giờ nào nó chạy vô. Chạy đâu thoát với anh. Lên tay cầm xịn coi. Lấy tay cầm xịn rồi. Ngoài á. Rồi ok. Lúc đây bom nổ. Bom nổ có 2 quả. 1 quả. Rồi đủ chơi đó, thấy không? Thú viên nào ăn hai này nghe ngay mà. Bên ly bên gần mạnh lắm, ra đạn nhanh, bụp 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 chết liền mày, nhanh như cái máy. Đây ở đây thân bánh như này mà thân xịn đây. Đó, chính đậu em đúng chứ. Đúng rồi, chấm đợi em chính nhất. Ôi, đi. Mày cứ chó mà. Cây sao mà cây mà đang cong mà. Để em bò lại gốc cây đó. Nha. Lên xe đi mày. Được không? Chót hai thằng luôn. Mày phải lên mạnh vãi lên. Mẹ con có thằng trong nhà nè. Nó một không ngoài đường á. Còn thằng trong xe không nói nha. Nó một con thằng ngoài đường. Gạt nó em. Ôi bị két mẹ rồi. Trong nhà hướng đúp. Đúp két rồi. Chạy đi. Chạy lên núi này đi. Thịt mẹ ngồi bo à. Gết. Chạy núi này đánh xuống. Đánh thằng ngôi nhà cho nó chết. Ngôi nhà đó. Má ngồi đồng cái anh thằng vãi liền. Ngồi đồng khu nhà bên cạnh có nha. Anh mới hướng rồi. Nồi đúp á. Thế à. Trong nhà ở đâu báo hết coi. Còn thằng ở dưới này thì mới chạy qua nhà này. Mới chạy qua nhà. Còn thằng ở dưới tầng khu nhà này thử thằng khu nhà này rồi đẹp này. Còn một thôi. Rồi thằng đó trong bo rồi, mình đợi nó mình vô bo chứ. Thì nó trong nhà chứ đâu, nó lôi chân anh không giết được, rồi đợi nó lôi đầu anh bắn nè. Ok, bắn đi. Chết. Nhưng mà em bị lắc. Thôi, vô khu nhà đẹp thôi, canh thằng bên kia thôi. Ây da, ây. Thôi. Ok, đẹp. Má. Thôi, bể đầu một viên nữa. Từ, anh còn chết rồi. Mẹ nó có nhà bên kia nó bắn anh nữa mà. Thằng nóc bể đầu. Mày nóc một thằng đúng không? Ừ. Rồi, đợi. Đợi. Kê đi, đợi chưa?
Anh có đồ cỏ mà núi nhà làm gì? Nhìn thử hướng nào là mình bắn thôi. Đi mở cửa chứ. 9 kill rồi, trận này đáng đẹp đẹp quá nữa, ngon. Coi thử, nghe thằng bắn nó thấy nó chỗ nào không? Trong nhà, hai thằng trong nhà đây. Có đồ cỏ mà, cứ anh từ từ anh bắn thôi, nó không gì. Đấy thấy chưa, bọn mình rồi, bọn mình đẹp rồi. Nằm xuống đi. Nằm xuống, thấy nào mới bắn nha, đừng bắn lung tung chết nha. Rồi trên cái mặt nè, Đức Hạnh nè, đem nãy kìa. Đem nãy từ kìa. Khu nhà có, trong bò có. Hai thằng trong bò, hai thằng trong nhà. Còn hai thằng ở ngoài cái thính kia nữa. Đang chèn bò, đang chèn bò đây nè. Đỡ nha em. Để thôi đợi đến khu nhà anh, đợi hai khu nhà anh. Em hai thằng bên. Ừ. Che rộng á. Được luôn rồi. Rồi đến xử hai thằng trong nhà rồi đó. Anh xử hai thằng trong nhà đã rồi, anh xử trong kia xong. Nghe xe của người có hai thằng nhà em. Rồi lia tìm dưới nha, lia tìm dưới nha. Còn hai thằng, ê còn một ngày thằng ngày bốc quay thôi. Còn một thằng nằm ngày bốc quay thôi. Ủa thằng Đức Hạnh chết chưa? Dạ anh quên bom chết ba thằng rồi. Ủa chưa biết. Bên ngoài khó này như còn một thằng nữa, anh lóc nóc thằng chưa cứu mà. Ôi chết mẹ rồi. Ủa hai thằng chưa. Còn một thằng nữa đây. Ok đúng không? Mãi không mất thằng nhảy qua. Phải bút quy không? Từ từ. Còn khó không vậy? Nghe bút quy ở chỗ nào? 290, ok. Dạ, để phải vào chúng bố gây chết đúng không? Bố gây chết lâu rồi, anh quen phải bố gây chết lâu rồi. Có thằng này à. Rồi ok. Quá đẹp. Live stream nếu có thể nha anh em ơi. 11 kill. Hello, xin chào tất cả anh em nha, mình là Duy Khải Gaming đây. Nếu anh em cảm thấy clip hay và thú vị nhớ cho mình một like và đăng ký dùm này nha anh em. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để ủng hộ mình nha. Mong anh em sẽ ủng hộ mình nhiều nhiều. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều.